Chào mừng quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay Mộc Nam Huy vừa ra được một lô 10 chiếc tủ áo 3 cánh với chất liệu là gỗ sồi Nga. Và hôm nay thì Mộc Nam Huy ra được hai cỡ, một cỡ 1m4 và một cỡ 1m6, thưa quý vị. Vâng, trong clip này thì Mộc Nam Huy sẽ báo giá đến quý vị về những chiếc tủ áo này. Và các sản phẩm này thì Mộc Nam Huy sơn hai màu. Một là cái màu cây gỗ sồi Nga tự nhiên và hai là màu canh rán. Vâng, các cái mẫu tủ áo chất liệu gỗ sồi Nga này thì khách hàng rất là ưa chuộng tại xưởng gỗ Mộc Nam Huy bởi cái giá nó rất là rẻ, trong khi đó là chất lượng rất là tốt. Tất cả các cái mẫu này thì Mộc Nam Huy đều thiết kế như nhau, đều là một mẫu và chỉ có các màu và các kích thước thôi. Ở đây thì là hai chiếc bên ngoài Mộc Nam Huy muốn giới thiệu với quý vị là hai chiếc 1m4. Vâng, với kích thước là bề rộng 1m4, bề cao 2m1 và bề sâu là 60. Đây là kích thước phủ bì quý vị nhé, kích thước phủ bì và thiết kế 3 cánh 2 buồng. Ở phía bên tay trái nó sẽ là một cái ngăn bùng lớn 2 cánh chung 1 buồng và có một cây treo đồ ở phía bên trên. Bên này thì quý vị sẽ treo những cái quần áo dài quý vị nhé. Và bên dưới thì có một cái ngăn hộc và phía bên ngoài thì có một cái hộc kéo. Đây là thiết kế của phía bên tay trái. Phía bên tay phải của chiếc tủ thì cũng có một cây treo đồ. Phía bên dưới có một tầng và ngăn bên dưới thì cũng có một tầng nữa và một cái hộc kéo ốc quý vị nhá. Đó. Trên chất liệu là gỗ sồi Nga thì trong cái clip này Mộc Nam Huy sẽ lại tiếp tục phân tích đến quý vị. Chất liệu gỗ sồi Nga Mộc Nam Huy làm 3 mặt, đó là cái mặt cánh mặt tiền, hai mặt bên hông. Còn ở phía bên trong và phía tầng hậu thì Mộc Nam Huy làm bằng chất liệu gỗ tự nhiên, gỗ ghép miếng và có phủ vân gỗ sồi quý vị nhé. Vậy nên đây sẽ là một cái sản phẩm chất liệu là gỗ tự nhiên hết 100%. Quý vị sử dụng thoải mái, không có lo cái vấn đề gặp nước nôi, không có lo bị bong chóc giống như là những cái hàng bán ép gỗ công nghiệp quý vị nhé. Và trong khi đó thì mức giá của sản phẩm này thì nó cũng rất là rẻ thôi, thậm chí nó rẻ ngang bằng với những cái sản phẩm gỗ công nghiệp bán ngoài thị trường. Vâng, với cỡ là 1m4 thì sản phẩm có giá là 7,5 triệu và cỡ 1m6 thì sản phẩm sẽ có giá là 8 triệu. Thì xin được công khai báo giá đến quý vị. Để quý vị có nhu cầu thì quý vị có thể căn được giá tại Mộc Nam Huy. Giá này thì Mộc Nam Huy sẽ miễn phí lắp ráp cho quý vị hoàn toàn. Nếu như các cái sản phẩm này sẽ phải chuyển vào trong những phòng hẹp hoặc là chuyển lên lầu, nơi mà chúng ta không thể nào mà bê nguyên cái tủ lên được, thì anh em sẽ hỗ trợ. Bên Mộc Nam Huy sẽ hỗ trợ cho anh em tháo ráp miễn phí hoàn toàn cho tất cả quý vị. Vâng, ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng những cái mẫu 4 cánh 1m8, sản phẩm có giá là 8,5 triệu. Và cũng có thể sử dụng cỡ 2m, sản phẩm có giá là 9 triệu. Và cảm ơn quý vị đã xem video này của Mộc Nam Huy nhé. Vâng, đây, chia sẻ đến quý vị một chút để quý vị có thể hiểu hơn về gỗ sồi. Khi quý vị đi mua những cái tủ áo thì quý vị hãy để ý này, ở những cái phần đục chạm CNC, nếu như đục chạm xong mà quý vị vẫn còn nhìn thấy các đường bông vân thì đây mới là gỗ tự nhiên quý vị nhé. Đó, giống như các phần chớp giả này cũng vậy, khi đục xuống rồi thì các đường vân gỗ nó vẫn còn nguyên, hay như là những cái phần đố cánh ở đây, các phần đục xong thì vân gỗ nó còn, mới chính xác là gỗ tự nhiên quý vị nhé. Còn nếu như quý vị thấy những cái phần này được sơn cùng một màu thì đây sẽ là sản phẩm bán ép. Vậy nên là quý vị khi đi mua hàng hãy hết sức lưu ý nhìn vào những cái vị trí này và những cái vị trí bao lô của cánh cũng vậy. Sau khi đã phay bao lô xong thì cái vân gỗ nó phải còn nguyên giống như trong video này. Còn nếu không thì quý vị hãy hết sức lưu ý, cẩn thận coi chừng quý vị mua phải những cái sản phẩm gỗ ghép. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.